Sáng 11 tháng 8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với Công an huyện Hương Khê phát hiện bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàn trữ vận chuyển trái phép 200 kg pháo hoa nổ. Theo đó, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8, tại khu vực cầu Mà Chớ thuộc địa bàn xã Hương Vĩnh, huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng đồn biên phòng bản giang cùng đơn vị phòng chống ma túy và tội phạm thuộc bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức phối hợp với công an huyện Hương Khê phát hiện bắt giữ quả tang đối tượng Trương Ngọc Thứ, 37 tuổi, trú tại thôn Năm, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, khi đang dùng xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 38C16243 vận chuyển pháo hoa nổ trái phép. Tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ chính bao tải, bên trong chứa 169 hộp pháo hoa nổ, mang nhãn hiệu nước ngoài, có tổng trọng lượng khoảng 200 kg. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trương Ngọc Thứ khai nhận đã nhận mua số pháo hoa nổ của một người Lào ở khu vực biên giới để mang về bán kiếm lời. Vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.